Nissan 2 cầu số tự động, máy zin đời 23-24 dừng qua nè. Mình có lên bộ mâm gấp to mới tinh, là mâm với vỏ luôn, dán quáp chrome. Màu zin của nó là màu lông chuột nha các bạn, màu ghi sáng, màu ghi xám xám mà màu sáng đẹp lắm. Còn con này lên 4 cái mâm gấp to với 4 cái vỏ gấp to luôn. Nói chung là mới tinh sạch đẹp, con này mới xịt nước rửa luôn. Đang quay cái clip cho đẹp. Nói chung là dư dùng thì anh em nào có xài xài. Con này được cái là máy zin 2 cầu số tự động, biển số đẹp. Giá thì cũng bao đẹp luôn, có 400 mấy à, 470, 480 gì đó. Đồ chơi hết mẹ nó hơn 100 rồi. Rồi mình cũng có nâng cấp đồ chơi đặt giặt rồi vô, ví dụ như là bộ âm với lại màn hình rồi nè các bạn. Đây, màn hình rồi cam hành trình. Cam hành trình hai cái luôn. Màn hình, máy lạnh thì mát rưỡi đầy đủ. Chọn mới sạch đẹp, máy zin nha các bạn. Mua cho mấy thằng đệ tử nó chơi nhưng mà giờ nó không có chơi rồi. Nó chê, nó chạy mấy thằng ngũ quý không, đậu ở nhà chặt chỗ á. Rồi anh em có chơi thì hú mình nha. Giá này là giá thật sự là giá hữu nghị, tại vì lúc mình mua là cũng 480 mấy đó, là trước cái mùa dịch. Nó ngắn gọn là cái xe này mình mới mua khoảng 4 tháng 5 tháng gì đó, rồi vừa độ dọn xong cái là mùa dịch luôn, đậu nhà luôn tới giờ luôn. Rồi xin nhắc lại ha, là có đồ chơi trên 100 triệu, chắc cũng khoảng cỡ 120, 130 là mình lên ba cái bi cầu đồ rồi nè, vô đèn trợ sáng rồi luôn, đèn bắt xin á, đèn bắt xin để giống như là mấy cái mô tô ban đêm đi mấy anh em bắt xin á, đèn blitz có luôn, đèn blitz có luôn, kèn hơi có luôn, vô kèn hơi rồi luôn. Nói chung là mình độ để gia đình chơi mà mình không có tiếc tiền, nhưng mà sự thật đó thì lại quá phũ phàng, là mấy đệ tử nó cũng không có chơi luôn, nó chạy mấy anh kia không à, chạy ngủ với ba với ngủ với sáu không à. Thì thôi anh em có chơi thì mình chia lại, tại giờ đậu ở nhà thì cũng không làm gì. Mua 485 độ cũng hết 120 mấy, 130 gì đó. Mà giờ bán lại có 470, 480 gì đó thì coi như cũng lỗ 100 mấy. Rồi tôi là người chơi xe tôi cũng lỗ thấy mẹ luôn, có chạy được mẹ đâu. Hôm mua tới giờ là xong rồi, độ xong cái mùa dịch tới rồi đậu nhà không. Rồi cảm ơn mọi người. Nhắc lại nha, Nissan 2 cầu số tự động. Bản này là bản hiếm luôn á. Bản mà Nissan 2 cầu số tự động thì là bản giới hạn. Và một cái thứ hai là nó đang đeo biển số khá là đẹp, 65C0245. Mình đứng tên luôn nha các bạn. Rồi cảm ơn mọi người. Còn anh em có cần hỗ trợ góp thì cứ alo mình lo vô đó luôn cho. Rồi đêm nay ai bành sang xin mị, ai đâu muốn đứt thảm tim, ai ơi đêm nay ai bành sang xin mị, bước vào quán cả team, ai ơi đêm nay ai bành sang xin mị, cứ đâm đầu như là min, ai đêm nay ai bành được cho em còn lại xin cho anh nhá. Hold up, bành này không gái bạn ơi, biển này đông cá là bành bơi, nhà hàng ngừng thắp bành bao tự tin. Hold up, wow bành chơi, yeah mọi em mềm nhà có phải hàng bông quê, anh bay bổng như học hàng không, hey công việc anh đang tự làm chủ, nên tình yêu đừng bắt anh phải làm công. Tiền đều làm gì thì hỏi chi đáp.